Hello, hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta nhé. Tin vui các bạn ơi. Có một thông tin rất vui để mà xả một cái lượng lớn nick Active. Và mình ở shop merchant.vn có một cái chương trình giảm giá để xả khoảng tầm 10.000 nick rất là VIP các bạn nhé. Cho nên các bạn nào muốn vào thì các bạn có thể vào này. Thứ mục thứ 1, thứ 2, thứ 3 các bạn nhé. Nick Liên Quân Garena thông tin trắng này. Các bạn sẽ nhấp vào đấy thì các bạn sẽ được giảm giá 20%. Auto mỗi nick sẽ được giảm giá 20% và 40% với tất cả các bạn mua ATM nhé. Chẳng hạn những cái nick mà bình thường nhé, những cái nick bình thường là 1 triệu thì chỉ còn khoảng tầm 700.000 đấy, 20% này, 20% thẻ và thêm 10% là tầm 30% nhé. Qua ATM thì các bạn chỉ còn 700.000 là thôi mỗi nick, cho nên là các bạn sẽ được giảm giá 30% khi mua thẻ ATM, 20% khi các bạn mua các thẻ. Thì đây là cái chương trình giảm giá cực kỳ lớn ở trong cái năm nay, cho nên các bạn hãy cân nhắc nhé. Được rồi, mình sẽ thử vào cái nick tầm 400.000 được giảm giá. Thì rank kim cương này, tướng 35 này, trang phục 33 và bàng ngọc 75 này, mình sẽ có gì? Đá quý có 2 viên này, 35 tướng 33 skin này, 400.000. Thì các bạn sở hữu được một cái nick này thì quá ok rồi. Còn 31.000 vàng các bạn nhé. Cho nên các bạn ơi, mài dỗ chương trình giảm giá nó chỉ còn vài ngày thôi, mình xả hết nick. Cho nên các bạn nào có nhu cầu mua nick trực tiếp, các bạn gọi qua hotline nhé, 0345 nhé, 388 388 các bạn nhé. Rồi ok, và xin mời các bạn hãy xem một clip siêu phẩm ạ. Cảm ơn các bạn nhiều. Hello hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình hướng dẫn tất cả các bạn cách chơi Violet khi mà có một vị tướng super hiểu ý tất cả các bạn. Thì đấy là cách chơi chúng ta sẽ gây áp lực đến toàn diện team địch, và một cái lối chơi cực kỳ khó chịu luôn. Đó là cái lối chơi Violet farm thật nhanh đường rồng và gây áp lực đường mid, sẽ kéo toàn bộ team địch nó sẽ di chuyển theo lối chơi của mình. Và đấy là cách chơi rất là khó chịu tất cả các bạn nhé. Và khi có team mid, bất kể một vị tướng trợ thủ gì mình không biết, nếu các bạn đi đánh hái thì càng tốt. Thì đấy là cách chơi chúng ta gây áp lực toàn diện lên team địch. Thì gây áp lực như thế nào thì mời các bạn hãy xem clip này của mình. Và các bạn đừng quên rằng để các bạn có xem clip của Lao thì các bạn đừng quên giúp cho mình một nút comment nhé, để mình có thể là hướng dẫn tất cả các bạn thật nhiều clip hơn. Đấy, các bạn có thể thấy nhá, team mình hiện tại đang gây áp lực ở dưới rồng này. Mình sẽ phá thật nhanh ở cái đường này. Nếu không ép được cái đường rồng này thì chúng ta sẽ di chuyển ra mid. Các bạn đều biết, trước khi chơi một vị tướng nào chúng ta đều phân tích điểm mạnh điểm yếu của vị tướng đấy. Violet đầu game sát thương yếu, mình khẳng định sát thương yếu, nó sẽ không thể combat được nhiều. Nhưng Violet nó thể là cái tầm bắn sáng của nó có thể gây áp lực khi đi chung với các đồng đội rất mạnh các bạn nhé. Mặc dù sát thương của nó rất yếu nhưng nó có thể gây được áp lực rất là mạnh. Cho nên Violet đầu game chúng ta siêng di chuyển một chút thì mình nói thẳng các bạn, thay vì chúng ta chơi theo đây cái pha này các bạn này, dễ ná này xúc luôn tốc biển này, chiêu hai bắt một màn cho mình rồi. Mình xin nói là một chút các bạn hiểu nhá. Violet các bạn đều biết cái tính chất của Violet, đầu game nó không mạnh nhưng nhờ cái chiêu một của nó rất là xa cho nên có thể gây được cái đột biến hoặc là gây một cái áp lực rất tốt để với team địch. Đây cái pha này giết được rồi, một màn nhá. Trận đấu này thì mình đi đánh cao thủ các bạn nhé. Và có vị tướng team mỹ là trợ thủ sẽ cover cho mình. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi Violet đi đường xạ thủ nó sẽ như thế nào. Thường thì cách chơi bình thường thì chúng ta cầm xạ thủ các bạn nhé, chúng ta nêu thủ động ở đường pháp, pháp hết lính thì chúng ta sẽ được lựa trùng, thì chúng ta sẽ chờ tới lính khác chúng ta pháp. Thì mình tự nhiên suy nghĩ vậy cái thời gian mà chúng ta đừng nghĩ mà trù đấy, tại vì sao chúng ta lại không di chuyển, chúng ta gây áp lực. Mặc dù chúng ta còn di chuyển, chúng ta không làm được gì nhiều thì chúng ta cũng sẽ gây áp lực được, bởi vì có cái hình ảnh của mình ở cái đường mid hoặc cái đường nào đấy thì team địch cũng sẽ ké một chút. Tại vì sao chúng ta lại phải đứng im trong một trận đấu liên quân mobile xảy ra tầm 10 cho đến 15 phút trung bình, tại sao mình lại bỏ ra 1 phút đến 2 phút thậm chí 3 phút chỉ việc đứng im mà trù chơi quái lên. Thì thay vì đó, clip này mình muốn nhấn mạnh cho tất cả các bạn cách chơi farm nhá, biết farm đâu, chơi ai biết chơi đâu, nhưng cái cách để chúng ta tối ưu hóa cái lượng thời gian để chúng ta gây áp lực lên cái team địch thì mình muốn hướng dẫn các bạn về cái điều đấy. Đấy, chẳng hạn các bạn thấy đường rồng nhá, mình sẽ đây mình sẽ farm, bởi vì các bạn nên nhớ thằng rừng khi nào cũng là cái thằng đánh tập trung vào cái đường rồng. Thế các bạn nên nhớ các bạn chơi xạ thủ khi nào các bạn cũng sẽ có 3 thằng hoặc 4 thằng, các bạn cần di chuyển thôi.
thì sẽ chụp là cái team mình đánh nhau 3 đến 4 tháng ở nước mít. Đấy, các bạn tưởng cho mình khám xong mình sẽ ra nước mít này. Và mình sẽ gây được rất nhiều cái lợi thế. Đây, đây, đánh nhau. Đấy. Lợi thế ở đấy chứ đâu. Đấy. Mình đánh nhau thằng Canadian này ở trên mình sẽ không ké luôn. Đấy, lao lên. Ôi, Zena xong toàn rồi. Tốc biến cái phá này. Toàn rồi. Ôi dồi, còn hồi sinh các bạn nhé. Hay quá. Đấy. Thì khi mình farm đầy được mid và đường dưới, mặc dù cái trù vẫn còn nhé, đấy là mình tận dụng cái khoảng thời gian mình lên thì mình sẽ đi ra mid để mình gây áp lực. Đấy, mặc dù cái farm này mình cũng làm mình nhận rồi, tóc toàn rồi, tóc biển rồi. Mặc dù mình không làm gì nhiều nhưng mình có thể gây được áp lực một chút đâu đấy. Đây là được chưa, ba của mà nghi liềm các bạn ạ. Rồi, cái cũng xong farm này mình về. Đấy, bình thường mình chỉ tận dụng những thời gian mà các bạn chơi quải lên, các bạn thấy không ạ? Đây quải, ui cái pha này sọc toàn mất củ đô. Mặc dù đây là một cái pha di chuyển hơi phèo nhưng mà không phải đê gì cả các bạn. Chúng ta bắt thù được củ đó, chúng ta không phải mất gì hết đấy. Cho nên là đây là cái cẩm nang mà dành cho hai người chơi các bạn nhé, thì nó sẽ tốt hơn nhiều bởi vì chúng ta sẽ ưu tiên đẩy cái đường lính cao. Đây có màn không? Hay quá. Yếu tiến đẩy cái đường lính cao thay vì chúng ta thương ở lại chúng ta thương á, cách chế sát thủ chúng ta là phải lên ăn này, sau đó bắt đầu là phải ăn được cái trù này, ăn được cái trù xong chúng ta mới di chuyển. Thì thay vì đó chúng ta sẽ di chuyển thường xuyên. Đấy các bạn thấy chưa, cái đường mid của team mình nó rất là khỏe, mặc dù chưa lấy được một tí máu nào ở đường mid nhưng bọn mình là khiến cho team địch đi theo cái lối di chuyển của mình thôi. Và các bạn có thể thấy các đường của mình vẫn còn, nhưng nhìn là cái thế trận của bọn mình lại hơn team địch rất là nhiều. Về chủ động đi farm đấy, chủ động di chuyển đấy, chủ động ăn mục tiêu lớn đấy, chúng ta chỉ cần hơn những cái chỉ số nhỏ như vậy thôi thì chúng ta đã có được những cái trận đấu rất là tốt rồi, và dần dần chúng ta sẽ lấy được trụ đấy. Các bạn mà xem clip này của mình, các bạn chỉ cần áp dụng cho mình cái lối chơi này thôi đấy. Khi nào chúng ta cũng chủ động hơn người ấy thì chúng ta sẽ combat được tốt hơn đấy. Team địch các bạn thấy chưa, thằng Zena nó bỏ đường, nó phải đi theo team nó này, các bạn thấy chưa. Team địch khi nào cũng sẽ đi theo một cái lối bị động. Các bạn biết bị động nó sẽ khác với chủ động không? Đấy, mặc dù team mình còn chết cũng chả sáng, mình sẽ ra đây mình phá, mình thủ được đường vô tứ. Thích là nhích, thích là chơi. Xích, xích cổ đó. Rồi, chưa bá cổ hàng. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở về đường vòng mình phá. Easy đấy các bạn, có hai đường. Mình có hai đường nhá. Nhưng cái chiến thuật này chúng ta cũng không nên. Nhiều người thường là chúng ta bỏ. Cái chiến thuật này không tốt với những người bỏ đường các bạn nhá. Chúng ta đi đánh sẵn, chúng ta phải có cái trách nhiệm, chúng ta phải đẩy đường. Đấy, cái pha đánh nhau này. Rồi, chơi luôn thằng Cần đi nhá. Chưa một, ôi lâu thế. Rồi, có hàng rồi. Mình đang bị xoáng các bạn ạ. Kiểu là đêm mùa hè đấy, thì đang có một chút kiểu là bị bùi. Bản thân mình có thể bùi một chút là bị tịt bùi này. Nó đang nước mắt, nó bùi trào ấy. Và đúng lúc làm clip thì ngay là bị khổ nạn các bạn ạ. Thế các bạn thông cảm với cái giọng nói cho lao nhá. Rồi, không sao. Cái đường dưới của mình quảy cáo đường trên ăn trụ này, đường bên ăn trụ. Khi mình di chuyển ăn được những ba người thì đấy, thì đấy là chính là cái lúc chúng ta cần phải kết thúc trận đấu thật nhanh. Thực sự, đấy là mình chỉ nói về chúng về xạ thủ thôi. Còn đối với Violet các bạn biết rồi, late game hay là giữa game thì nó rất là mạnh. Đấy là cái lúc mà Violet mạnh nhất rồi. Cho nên nếu mà để một trận đấu late game thì nó chả sao, chả vấn đề gì cả. Cho nên là mình chỉ nói chung là đấy, khi chúng ta lấy ba cái đường trụ ở gian ngoài đấy thì đấy là lúc chúng ta sẽ tập trung 3 người đến 4 người đi chung với nhau rất là mạnh với Violet. Chúng ta sẽ lấy được cái gian trụ hái của team địch ở bên trong ấy. Khi lấy được cái gian trụ trong rồi thì chúng ta sẽ kết thúc trận đấu thật nhanh luôn. Trận đấu này mình lấy thật nhanh cho các bạn xem là cái cách chơi đấy của Lao. Chỉ cần chúng ta chủ động di chuyển. Đấy, mình sẽ nói lại nhá, cái mục đích, cái chủ chốt mà mình nhấn mạnh trong cái clip này đó là chúng ta sẽ chủ động di chuyển vào những cái thời gian chờ lính đường rong để chúng ta sẽ di chuyển ra mid và cả sơ pế nữa. Chúng ta không cần phải ăn màn, không cần phải gì nhiều, chúng ta chỉ cần gây áp lực khi team địch nó sẽ đánh rối rém theo một cách là sẽ đi theo cái sẽ lốp theo sát cái bước tiến của mình, và team địch sẽ đánh theo thế bị động. Và khi team địch mình đánh thế bị động đôi thì chúng ta chơi cái kiểu gì cũng thắng, trừ khi chúng ta quăng game nhiều quá team địch lại là lợi thế. Nhưng chúng ta xét về cái mặt tâm lý, chúng ta hơn team địch rất nhiều lần. Đấy, mình cần nói về các kỹ năng chơi game nhá, mình chỉ nói về cái chiến thuật. Mình đang hướng dẫn các bạn về cái chiến thuật, còn kỹ năng thì thực sự là mỗi người có một kỹ năng. Mình có thể truyền đạt kỹ năng của mình cho các bạn, mình chỉ truyền đạt các bạn cái chiến thuật của mình, tận dụng những cái thời gian chơi lính
chúng ta sẽ đào ra bít. Và các bạn cứ chấp nhận cho Lan như này này, chúng ta ra bít, chúng ta không cần phải ăn hang, không cần phải đánh nhau, chỉ cần có cái mặt này thôi thì tín địch thì từ khắc nó sẽ di chuyển theo mình các bạn. Đấy, đơn giản các bạn thấy nhá, trận đấu bây giờ thì nó khá đơn giản thôi. À, khó chịu quá các bạn ơi, quá đăng ký rồi các bạn kìa, khó chịu quá cái mùi của tôi. Các bạn đừng quên đăng các bạn hãy comment cho mình ở phía dưới clip này và để mình có thể làm những clip truyền đạt tất cả bạn tốt nhá. Và clip này đã kết thúc rồi. Và cảm ơn tất cả bạn rất nhiều nhá, tất cả bạn đấy, mà yêu, bye bye.